Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ án Nguyễn Phương Hằng và bài học chớ có nổi tiếng hơn Đảng ở Việt Nam. Sau 18 tháng tạm giam vào ngày 21 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, người bị truy tố với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam đã ra tòa, hội đồng xét xử tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam. Được biết trong vụ án này đã nhiều lần cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bị viện kiểm sát cung cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, kể cả việc yêu cầu thay đổi tội danh nhiều lần. Việc tạm giam tới 18 tháng đối với một vụ án cãi nhau của mấy người phụ nữ là điều bất thường và quá đặc biệt. Tin Hành Lang cho biết kéo dài như vậy vì các cơ quan tố tụng loay hoay không tìm được tội danh chính xác để truy tố bà Hằng cho đúng người, đúng tội. Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an khi bị bắt. Dư luận còn thắc mắc, một vụ án cãi nhau trong giới showbiz thì sao không bị xử về tội làm nhục người khác hay tội danh vu khống mà lại bị xử theo điều 331. Rồi việc tòa không công nhận tư cách bị hại của các nguyên đơn mà xác định chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Theo các luật sư là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dẫn ra để thấy bà Nguyễn Phương Hằng sau khi nhận bản án 3 năm cũng không biết mình bị xét xử tội gì là điều có thật. Người bình thường, kể cả fan của bà Nguyễn Phương Hằng, lâu nay cũng chỉ biết bà Hằng là một phụ nữ giàu có hay làm từ thiện. Bà Hằng cách đây 2 năm nổi tiếng bởi các chương trình livestream trên mạng xã hội thu hút số đông người theo dõi, có khi đến đấy cả triệu người cùng xem. Nhưng ít người biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng là người có công giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp độc quyền tiếp nhận dòng tiền thiện nguyện, cứu trợ của mọi thành phần trong xã hội. Ngoài ra bà Hằng còn có công vu cáo cụ Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai để công an Long An khởi tố bắt giam dễ dàng hơn. Vậy tại sao một người có công với Đảng như vậy mà bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị Đảng cho đi tù? Dư luận xã hội cho rằng việc nào ra việc nấy, bà Nguyễn Phương Hằng bị đi tù không phải do việc livestream để chửi nhau. Bởi rõ ràng, trong thời gian hơn một năm, bà Hằng đã chửi tứ tung cũng không ai cấm. Nguyễn Phương Hằng không chỉ livestream mà còn họp báo tưng bừng, xôm tụ mà có ai làm gì đâu. Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. Để rồi thừa thắng xông lên, bà Nguyễn Phương Hằng lôi cả Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ra, tố bà Doan biển thủ 10 tỷ đồng, chi phí mổ tim do Trung ương cấp để xài vào chuyện khác. Chưa hết, bà Hằng còn kể ơn huệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Trong livestream, bà Hằng kể công giúp đỡ ông Mãi, thời còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, trách mắng ông Mãi là người vô ơn, thiếu đạo đức. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ. Cái tội của bà Hằng là quá nổi tiếng, có quá nhiều người hâm mộ đe dọa tới uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Gió Bắc viết rằng, với chế độ Cộng sản thì tiền bạc, lợi ích vật chất có thể chia sẻ được, nhưng niềm tin, quyền lực chính trị thì không. Ngay các tổ chức bình phong cho Đảng lập ra để tuyên truyền như Mặt trận Giải phóng, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ vân vân, khi xong việc đều được cho hoàn thành nhiệm vụ. Đảng phóng xa và tiêu diệt những cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng đến đông đảo công chúng từ trong trứng nước. Trong khi Nguyễn Phương Hằng đang có trong tay hàng vạn fan cuồng cuốn hút hàng triệu lượt người theo dõi qua các buổi phát livestream truyền hình trực tiếp. Nhớ ra, đến rồi một ngày nào đó, chị hai cuồn cuộn nổi hứng, nhất hồ bá ứng, tiền hô hậu ủng, thì sao đây? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, ông Phan Văn Mãi. Điều đó cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng, dù là một doanh nhân thành đạt, giàu có, kim cương, đong bằng ống bơ, song vẫn mù quáng về sức mạnh của đồng tiền và những mối quan hệ với giới chức lãnh đạo quyền lực trước đây. Nguyễn Phương Hằng đã không hiểu được tình thế, không nhận thức được quy luật lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước của những người cộng sản. Theo đó, thế hệ mới sẽ đào thải thế hệ cũ. Phiên tòa sơ thẩm đã khép lại, Nguyễn Phương Hằng đã lãnh án 3 năm tù. Nước mắt đã rơi, nhưng bà Hằng vẫn chưa biết mình phạm tội gì. Song nguy hiểm hơn, 3 năm tù chưa chắc đã là bản án cuối cùng, vì nếu Đảng thích thì mọi chuyện đều có thể. Ở xứ thiên đường, người giàu cũng khóc là vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vụ án Nguyễn Phương Hằng, bài học chớ có nổi tiếng hơn Đảng ở Việt Nam.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao chánh án Nguyễn Hòa Bình vội vã xử tử tù Lê Văn Mạnh và bài học không chịu thua dần? Dư luận hết sức bất ngờ khi biết tin tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án tử hình vào sáng ngày 22 tháng 9 sau hơn 18 năm kêu oan. Trong một vụ án có nhiều tình tiết và rất nhiều bằng chứng không rõ ràng mà theo các luật sư khẳng định là không đủ để kết tội. Trong ngày 23 tháng 9, một ngày sau khi Việt Nam thi hành án tử hình với Lê Văn Mạnh, ông Felix Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong tuyên bố về sự việc xử tử Lê Văn Mạnh, đã yêu cầu chính phủ Việt Nam cần lập tức giảm bớt tất cả các án tử hình để ngăn chặn những vụ xét xử sai lầm và tiến tới bãi bỏ án tử hình ngay lập tức. Tử tù Lê Văn Mạnh khi còn ở với gia đình. Ông Philip Robertson nói, Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia sử dụng án tử hình nhiều nhất ở châu Á và trên thế giới. Nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Trong giới quan sát có người đặt câu hỏi, vì sao Tòa án tỉnh Thanh Hóa lại ra lệnh xét xử xử tử Lê Văn Mạnh vào thời điểm này? Đây là thời điểm đúng một tuần sau quyết định xử tử một tử tù khác là Nguyễn Văn Trường, nhưng bất thành. Thực tế đã cho thấy sức mạnh của dư luận trong và ngoài nước. Quyết định xử tử Trường được Tòa án Hải Phòng thông báo cho gia đình Nguyễn Văn Trường đã làm dậy lên một làn sóng phản đối chưa từng có với vô số bài viết, thư từ, kiến nghị gửi thẳng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tất cả những điều này đặt chính quyền Việt Nam vào tình thế đặng chẳng lừng và buộc phải hoãn thi hành án đối với Trường nếu không muốn đổ thêm dầu vào lửa trước những phản ứng sôi sục của dư luận. Giới quan sát hoàn toàn có lý khi đưa ra các nhận xét. Theo đó, trong thông báo gửi gia đình Lê Văn Mạnh, Tòa án tỉnh Thanh Hóa cho biết họ thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh theo yêu cầu của vụ E Tòa án Nhân dân tối cao trong thông báo vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Trong hệ thống thứ bậc của Tòa án Nhân dân tối cao thì vụ E không thể gửi công văn trực tiếp cho Tòa án tỉnh Thanh Hóa nếu không có sự chỉ đạo từ chánh án Nguyễn Hòa Bình. Mộ của Lê Văn Mạnh vừa đắp hôm 23 tháng 9 ở Nghĩa Trang, thành phố Thanh Hóa. Với vai trò thành viên Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình là một thành viên chủ chốt trong cơ quan nội chính tối cao của Đảng. Chắc chắn ông Bình đã phải bàn bạc thống nhất trong nội bộ Đảng để tìm kiếm sự đồng thuận trước khi đưa ra quyết định thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Điều này sẽ làm xôn xao dư luận. Điều đó cho thấy quyết định xử tử Lê Văn Mạnh không phải là một hành động đơn phương từ Tòa án Thanh Hóa, mà là một quyết định có cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng của Tòa án Nhân dân tối cao, thậm chí là của ban lãnh đạo Đảng. Đây có thể là hành vi đáp trả lại phản ứng của công luận trước đó có liên quan đến việc thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Hòa Bình nói riêng hay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, thay vì phải nhận ra những điểm hợp lý trong đòi hỏi của công luận về vụ án của Nguyễn Văn Trường, để từ đó nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của họ trong công tác tư pháp để mà sửa đổi. Song với tâm thức kiêu ngạo cộng sản, họ luôn tự ám ảnh rằng Đảng luôn luôn đúng từ một thứ quyền lực độc tôn. Đó là lý do tại sao chánh án Nguyễn Hòa Bình một lần nữa lại không chịu thua dân và mù quáng cho rằng hoãn thi hành án là thua dư luận. Đã thua ở vụ Nguyễn Văn Trường thì thua kèo này, ta bày kèo khác. Cần phải xử tử ngay và luôn đối với Lê Văn Mạnh, khiến dư luận không kịp trở tay. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đáng nói, vụ xử tử Lê Văn Mạnh đã được lên kế hoạch kỹ càng hơn, dứt khoát hơn vụ Nguyễn Văn Trường. Theo chỉ đạo từ chánh án Nguyễn Hòa Bình, cơ quan thi hành án đã chọn đúng thời điểm dư luận đang xào lãng với phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều người hoạt động xã hội bị công an giám sát chặt chẽ. Và họ đã thành công. Lê Văn Mạnh đã bị xử tử gọn ghẽ, nhanh chóng. Cả thể chế chính trị và nền tư pháp Việt Nam hiện nay đều cần có bước đổi thay cơ bản và cấp bách. Nếu tư pháp không độc lập thì còn có rất nhiều những Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trường, Hồ Duy Hải bị kết án tử hình oan trái. Phải thay đổi để sinh mạng người dân được coi trọng, quyền tự do của con người được tôn trọng và được bảo vệ,
chứ không là trò chơi, là công cụ của quyền lực, của một cá nhân hay một nhóm người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao chánh án Nguyễn Hòa Bình vội vã xử tử tù Lê Văn Mạnh và bài học không chịu thua dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.